Cô Vũ Đức Hiền kính chào quý vị. Ngày hôm nay, chính xác ngày hôm nay là 19 tháng 6, nhưng mà tôi cái clip này là quay lại của bộ S6 của bàn ghế gỗ Vũ Tao Quảng Bình mã số S6 ngày 18 tháng 6 năm 2017. Và hôm qua thì chúng tôi đã quay rồi, nhưng mà để ở trong kho thì là nó lộn xộn, chưa kê được thành bộ, cho nên hôm nay tôi bỏ ra đây là tôi quay lại cho nó sáng sủa rõ ràng để quý khách xem. Thì bộ này là có cái vân đẹp đặc biệt, nó tương tự như những bộ S1, S2, S3, S4. Thì như quý vị nhìn đây, không cần nói nhiều, gỗ Cụ Ta Quảng Bình bản thân nó đã là chất gỗ rất là đanh lì và rất quý, nhưng mà ngoài ra nếu được chọn vân đặc biệt thì nó vần vũ kinh khủng, có thể nói là đẹp không thua kém gì gỗ mun. Và năm ngoái chúng tôi làm được hơn chục bộ, thì làm đến đâu là cũng giao hầu hết đến đấy. Thì trong đó thì có một vài bộ đặc biệt mang đặt biệt danh là S, tức là Special. Thì tôi còn nhớ là bộ S1 là về Khâm Thiên, bộ S2 thì về Hải Phòng. Thấy như vậy, còn thì các cái bộ khác thì nhiều quá tôi không nhớ hết. Nhưng mà với những cái sắc vân như này thì tôi nghĩ là không cần phải thuyết minh gì nhiều. Và sau đây là tôi sẽ đi chậm để quý vị quan sát. Bắt đầu từ chiếc ghế dài và những cái cột thì đang bọc dưới bóng, cho nên là nó trông nó bị lóa, cái vân đẹp kinh khủng. Quý vị muốn liên lạc với kỹ sư Đức mà nhắc đến bộ này thì thứ nhất là bộ S6 ngày 18 tháng 6 năm 2017, và xin quý vị nhắn tin về số 0984 666 999, hoặc là qua Viber Zalo với số 0967 666 111, để chúng ta sẽ giao lưu và trò chuyện với nhau. Như vậy quý vị vừa quan sát xong chiếc ghế dài, còn đầu bên kia lồng chiếc đôn, và đây là chiếc mặt bàn. Còn bây giờ là sang hai chiếc ghế. Cũng có những khách hàng nói là ở đâu mà đồ Đức Hiền lắm cái bộ bàn ghế vân đẹp như vậy, thì cũng xin thưa từng vị khách hàng là chúng tôi không phải chỉ có những cái bộ vân đẹp này đâu, có cả những cái bộ vân bình thường, thậm chí là không có vân. Tuy nhiên là những hàng bình thường thì chúng tôi lặng lẽ bán lẻ hoặc bán buôn, và cũng không giới thiệu làm gì. Cũng như là một người có nhiều những cái sở trường sở đoản, những cái gì ví dụ như chúng ta hát hay, chúng ta có thể khoe những bài hát, hoặc là những anh múa dẻo thì anh khoe cái bài múa. Chứ còn đã những cái thứ mà nó không phải là cái thế mạnh thì chúng ta cũng khoe ra làm gì. Cũng như những cái bộ bàn ghế nó không có vân, nó bình thường thì có thể chúng tôi cũng âm thầm tôi bán, chứ mình không khoe lên. Còn những thứ mà đã khoe lên để giới thiệu đến quý vị thì đều là những cái mặt hàng đỉnh cao xuất sắc. Cho nên là với những bộ bàn ghế cụ ta này cũng thế, những cái bộ mà đẹp thì rất là hiếm, có thể nói là mỗi một tháng may ra được 1-2 bộ, thậm chí có khi có đợt không có gỗ đẹp thì có nhiều tháng không thấy tôi giới thiệu bộ nào. Tuy nhiên là quý khách mà đặt cái hàng mà không cần chọn vân gỗ thì chúng tôi sẵn sàng nhận, và đồng thời là có thể là làm nhanh và giá cả cũng rất là hợp lý. Và cũng báo cáo quý khách luôn là ngày hôm qua tôi mới quay lại cái bộ cột 15 x 11 thứ, thì chúng tôi đã đánh giá xong rồi và chuẩn bị đi vào hoàn thiện. Cho nên quý khách nào mà quý mến thì có thể đến trực tiếp xưởng của Đỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để xem. Và hiện nay là đây chính là cái số điện thoại của tôi, 0984 666 999, hoặc là Viber Zalo là 0967 666 111.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu A của chúng tôi. Quý vị có thể nhìn thấy đây, có thể là đọc rất rõ dòng chữ Làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Việt Nam, và đồ gỗ Đức Hiền đây. Còn ở bên kia thì là khu B và khu C của tôi, cũng với rất nhiều những sản phẩm là cuốn thư, câu đối, tranh, rồi thì sập, vụ thủ ghe vân vân, rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Và báo cáo quý vị là những cái bộ đại ý như thế này chúng tôi, ngay trong cửa hàng những bộ chúng ta đang có độ hơn 10 bộ. Tạm biệt quý vị.